đùi gà thì bà con ta lại gì nữa, phải không bà con, biết hết đó phải không bà con. Nhưng mà đùi gà ta ăn nó tốt, ăn nó ngon và thích ăn. Nhưng mà riêng có những người có số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn đùi gà. Nếu ta ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, nó xấu đi cho sức khỏe bà con nha, chứ không tốt gì đâu. Đó là những người bệnh béo phì, bệnh tiểu đường, huyết áp cao, xơ vữa động mạch, tắc nghẽn mạch máu, trẻ em từ 10 tuổi trở xuống, người lớn 70 tuổi trở lên, phụ nữ đang cho con bú và phụ nữ mang ba lô đằng trước bầu bầu cái mà bà bầu, là vui lòng đừng ăn đùi gà. Chứ không phải thấy đùi gà tốt là ai cũng được ăn đâu nha bà con. Nếu bà con ăn đùi gà nào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, sức khỏe không có gì tốt cả. Đó là những người không nên ăn đùi gà, là những người có bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, xơ vữa động mạch, tắc nghẽn mạch máu. Wow. Trẻ 10 tuổi trở xuống, người lớn 70 tuổi trở lên, bầu bầu cái mà bà mang ba lô trước là bầu bầu cái mà bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, những người này vui lòng đừng ăn đùi gà để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Còn khi ăn đùi gà nó tốt cho sức khỏe, nó tốt vô cùng cho sức khỏe, là nó làm tốt cho xương khớp, tốt cho răng, tốt cho thận, tốt cho gan, hệ thần kinh, tốt cho da, mái tóc, móng tay, khỏe mạnh, cung cấp chất béo cho cơ thể. Còn ra là những người này nó sẽ tốt khi ăn đùi gà, nó tốt cho sức khỏe, là nó tốt cho xương khớp, tốt cho răng, tốt cho thận, gan, hệ thần kinh, tốt cho da, mái tóc, móng tay, luôn luôn được khỏe mạnh, cung cấp chất béo, cung cấp chất béo cho cơ thể. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu đùi gà cũng được. Ta chỉ nên ăn người lớn nam nữ khỏe mạnh hai cái đùi gà, trẻ em người cao tuổi là ăn một cái đùi gà một ngày, ăn liền liền 5 ngày thì chúng ta phải nghỉ 2 ngày. Ăn đùi gà liền liền 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Người lớn nam nữ khỏe mạnh ăn được 2 đùi gà trên một ngày, trẻ em và người cao tuổi ăn một cái đùi gà trên một ngày, ăn liền liền 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp bà con ơi. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Nào nào, xin chào, vui vẻ, trẻ đẹp bà con ơi.